Định hỏi SOS Crew có định mời ban giám khảo đi nhậu không mà sử dụng bài này. Ok, vào bài nhá. SOS Crew, khi mà tụi em bước ra thì anh nghĩ là cả anh cũng như anh Hoài Anh và anh Lưu Phước Thịnh đều nghĩ là tụi em sẽ là một cái nhóm rất là nghiêm túc và cũng như là rất là ngầu. Nhưng mà xuyên suốt các nguyên bài thì tụi em có tạo ra những cái hiệu ứng bất ngờ và làm cho ban giám khảo cũng như mọi người phải bất ngờ, cũng phải cười. Sự hài hước của tụi em pha vào bài nó rất là hợp lý nhá. Thì cũng chỉ có một số đoạn nhỏ nhặt là tại vì một vài nguyên nhân thì nó chưa có được đều lắm. Nhưng mà nói chung bài của tụi em là một cái bài khá là tốt. Nó có tất cả mọi thứ, động tác chắc, đội hình, sự hài hước. Nói chung đây là một cái bài rất là hòa hợp, tổng thể nó rất hòa hợp. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.